Ông Sơn đã nhắc đến vấn đề công nghệ thông tin và vấn đề giám sát. Thực ra 20% hay 10% thì dù sao đấy cũng là cách tính. Nhưng quan trọng nhất là 10% đấy chúng ta có đánh giá được hay không? Thì tôi cũng nghe đến một số cái câu chuyện ở bên ngành bảo hiểm và ngành bên bảo hiểm y tế cũng có nói rằng là ngay cả khi muốn giám sát một hồ sơ bệnh nhân nào đó xuống các bệnh viện cũng rất khó. Bởi vì bây giờ hồ sơ là toàn lưu theo sổ, chứ cũng không thể nào mà có thể kiểm tra được. Thành ra là rất khó khăn trong khâu giám sát. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là đến bây giờ mà chúng ta giám sát theo cái hình thức mà kiểm tra từng hồ sơ bệnh án, vâng, nó cũng đã cũ rồi. Bây giờ thời đại bây giờ chúng ta sẽ phải cần thiết là phải tiếp cận với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Chúng tôi lấy ví dụ như là Nhật Bản, như Hàn Quốc, họ có người giám sát ở bệnh viện đâu, hoàn toàn không có. Vâng. Và các bệnh viện sau khi mà kết thúc một tháng hoặc kết thúc một hồ sơ bệnh án, sau khi họ tổng kết xong họ sẽ đưa lên trên mạng và trên hệ thống, vâng, trên hệ thống và ở đó sẽ có một cái bộ phận gọi là cái như bộ phận của cơ quan bảo hiểm y tế. Họ sẽ đánh giá, phân tích trên cơ sở các cái số liệu và khi mà hệ thống nó báo lên có những cái vấn đề gì nó bất thường thì tức lúc ấy chúng ta mới tập, lúc ấy các cơ quan họ mới tập trung và họ xem xét. Thế cái lộ trình số hóa hồ sơ bệnh nhân của mình sẽ như thế nào? Chính vì thế cho nên là hiện nay thì Bộ Y tế có thể nói là năm nay là đã chỉ đạo rất quyết liệt cái việc phối hợp giữa y tế với bảo hiểm và phối hợp với các cái tập đoàn, ví dụ như là Viettel, để mà từng bước ứng dụng cái công nghệ thông tin trong quản lý y tế nói chung. Thế nhưng bây giờ trước mắt tập trung năm 2014 và 2015 đó là sẽ xây dựng một cái đề án về quản lý về bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và vâng, chúng tôi cũng hy vọng là cuối năm 2015 khi mà được phê duyệt thì chúng ta cũng sẽ từng bước chúng ta có cái phần mềm dùng chung giữa hai bên. Vâng. Và như vậy thì cái hiệu quả giám sát nó cũng sẽ được tăng lên. Vâng, đó là sẽ là một đề án độc lập của bên bảo hiểm y tế hay là sẽ cùng triển khai với bên Bộ Y tế? Bởi tôi nghĩ đơn thuần có lẽ là công nghệ thông tin sẽ là chìa khóa giải đáp cho tất cả mọi thứ. Đúng rồi. Hai bên hệ thống liên thông với nhau, kiểm tra rất dễ dàng. Cách đây 2 năm thì Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã lập cái ban chỉ đạo công nghệ thông tin chung do lãnh đạo hai bên làm đồng trưởng ban chỉ đạo đó. Và đặc biệt là cái năm vừa rồi thì có một cái sự chỉ đạo quyết liệt hơn, hướng tới là liên thông về mặt số liệu, hướng tới làm bệnh án điện tử và mã hóa những cái dịch vụ y tế nói chung, bao gồm cả mã hóa thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy là cái thì tương lai, dù chúng tôi đang hy vọng là thì tương lai gần và cả hai ngành đều đã cảm thấy là cái sự cần thiết bức xúc lắm rồi. Nhưng mà vấn đề trước mắt thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm được ngay. Trong thời gian tới thì theo chỉ đạo của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam ấy, thì chúng tôi sẽ phải kết hợp phối hợp rất chặt chẽ cùng với vụ bảo hiểm y tế, cục quản lý khám chữa bệnh để có một cái quy chế trao đổi dữ liệu giữa các bệnh viện với cơ quan bảo hiểm xã hội mà trực tiếp ký hợp đồng. Đấy là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là đột phá mà trong tầm tay chúng ta làm được. Chúng tôi hy vọng rằng cái việc này thì sẽ được ngành y tế hết sức là ủng hộ trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể làm được luôn. Vâng, có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nữa, chúng tôi sẽ được chuyển sang một câu chuyện hiện nay cũng đang rất được rất nhiều các bệnh nhân ung thư hiện nay quan tâm. Bởi vì theo những thông tin mà các phóng viên chúng tôi ghi nhận được tại bệnh viện K Hà Nội thì hiện nay các bác sĩ và bệnh nhân đang rất là lo lắng. Bởi vì họ cho rằng là khi luật mới có hiệu lực sẽ có gần 20 loại thuốc điều trị ung thư đang được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán từ 50 cho đến 100% thì nay sẽ giảm chỉ còn 50% hoặc một số thì là ngừng chi trả. Và như vậy thì sẽ có rất nhiều bệnh nhân ung thư sẽ không đủ tiền để tiếp tục chữa bệnh hoặc là chữa bệnh nhưng hiệu quả sẽ không cao. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ý kiến của họ. 18 tháng theo đuổi chữa trị căn bệnh ung thư gan, kinh tế của gia đình ông Nguyễn Trung Quang đã rơi vào cảnh suy kiệt. Dù được bảo hiểm y tế chi trả 80% nhưng chỉ riêng tiền thuốc hàng tháng đã là 24 triệu đồng, một con số quá lớn với gia đình thuần nông như nhà ông. Để dành ra sự sống, ông phải vận động tiền từ anh em họ hàng. Mức khoan gia đình này là rất khó khăn, bởi vì là gia đình làm nông nghiệp nên là đồ đạc là bán đi, nếu không có trợ cấp của bảo hiểm nhà nước thì nên bệnh nhân cũng đầu hàng đi coi như vậy, cũng phải đầu hàng, phải chấp nhận số phận thôi. Từng có thời gian phục vụ trong quân đội nên ông Nguyễn Văn Bát được hưởng mức bảo hiểm y tế 100%. Nhà chỉ có 2 sào ruộng, tất cả dồn hết cho ông để chạy chữa căn bệnh ung thư phế quản. Tóm lại là đã mắc bệnh nói chung và cái bệnh nani này nói riêng thì kinh tế nó rất là suy kiệt. Nó kể cả về tinh thần lẫn kinh tế, không làm ra sản phẩm. Và mọi người trong gia đình thì đều là nao núng về tinh thần, nên là nó cũng rất khó khăn. Theo đại diện Hội đồng Tư vấn Danh mục Thuốc Bảo hiểm Y tế cho biết, theo dự thảo nghị định triển khai luật bảo hiểm y tế, sẽ có khoảng 20 loại thuốc đặc trị ung thư, xương khớp bị cắt giảm hoặc ngừng chi trả. Đây không chỉ là nỗi lo lớn với những người mắc bệnh nan y mà với cả các bác sĩ điều trị, bởi họ sẽ không có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng thuốc chữa bệnh. Khi mà cắt giảm như vậy thì theo tôi nghĩ một phần nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng điều trị, phần nữa nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của người bệnh. Bởi lẽ một số thuốc trong số đó là thuốc đặc trị
và nếu như mà họ không có đủ điều kiện để tham gia tiếp tục thì vô hình chung họ sẽ phải ngừng điều trị. Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 240.000 đến 250.000 bệnh nhân ung thư đang điều trị. Với đa số họ, kỳ quan duy nhất là chiếc thẻ bảo hiểm y tế, bởi chi phí để chữa bệnh ung thư là quá lớn. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải đầu hàng bệnh tật khi danh mục thuốc bảo hiểm y tế chi trả sẽ cắt đi thứ thuốc mà họ đang sử dụng. Vâng, ở đây thì có lẽ xin mời câu trả lời của ông Phạm Lương Sơn, bởi vì các bác sĩ và bệnh nhân cho chúng tôi biết là thuốc Erlotinib là điều trị ung thư phổi dự kiến sẽ giảm chi trả từ 100% xuống còn 50%, và thuốc Sorafenib có hiệu quả cao trong điều trị ung thư gan thận có mức chi trả là 100% thì sẽ bị cắt giảm hoàn toàn, và trong khi thì lại không có thuốc thay thế ở trong danh mục thuốc được chi trả bảo hiểm. Vậy thì thực hư của vấn đề này là như thế nào thưa ông? Trước hết là tôi phải khẳng định rằng là cái việc mà xây dựng ban hành một cái danh mục thuốc đấy là thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Y tế, và cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ là nơi tổ chức thực hiện những cái quy định đó. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải nhìn nhận một vấn đề như thế này, là cái hội đồng xây dựng danh mục thuốc là có cơ quan bảo hiểm xã hội, mà không những có cơ quan bảo hiểm xã hội mà còn có cả hội đồng tư vấn bao gồm các nhà chuyên môn đầu ngành trong từng lĩnh vực một. Và chúng tôi nghĩ rằng là để có một cái loại thuốc nào đó đưa vào được danh mục thì nó phải thỏa mãn ba điều kiện: một là tính pháp lý, phải được lưu hành tại thị trường Việt Nam bởi số đăng ký; hai là phải có hiệu quả điều trị; và ba là tính chi phí hiệu quả. Thỏa mãn đồng thời cả ba yếu tố đó thì nó sẽ đưa được vào danh mục. Mặt khác, chúng ta phải thừa nhận một cái thực tế là với cái nguồn lực mà đang hẹn hẹp của chúng ta hiện nay thì phải làm sao để cân đối cái nguồn chi trả để chúng ta đáp ứng được ngày càng nhiều hơn cái nhu cầu điều trị. Vâng. Những cái dẫn chứng vừa rồi mà anh đưa ra đấy thì chúng tôi thấy rằng là nó chưa có cái gì để mà xác thực cả, nhưng một cái nguyên tắc là nếu cái thuốc nào mà chỉ có mình nó không thể thiếu được thì chắc chắn chúng ta sẽ phải có một cái cơ chế để chi trả đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Vâng. Đồng thời phải xác định là một trong nguyên lý để thực hiện bảo hiểm y tế xã hội ấy, là trách nhiệm của cộng đồng, của rất nhiều người trong một người, và bản thân họ cũng phải có cái trách nhiệm chia sẻ cùng với cái bảo hiểm y tế trước những cái gánh nặng về chi phí y tế. Vậy như vậy là theo cái khẳng định của ông là cái ví dụ thứ hai đó là thuốc Sorafenib mà có hiệu quả mà hiện nay không có thuốc thay thế thì chắc chắn sẽ không bị thay thế. Đang có một sự nhầm lẫn là trước khi mà luật bảo hiểm y tế sửa đổi có hiệu lực thi hành, vâng, thì có một số nhóm thuốc điều trị ung thư và thuốc chống thải ghép chưa có trong danh mục thì đang được quy định là thanh toán 50%. Đối với luật bảo hiểm y tế thì quy định một cách rõ ràng hơn theo hướng minh bạch là Bộ Y tế sẽ xây dựng một cái danh mục thuốc bao gồm cả tên, điều kiện và tỷ lệ thanh toán. Trước kia thì cái danh mục thuốc mà thanh toán 50% nó rất nhiều, chúng tôi thống kê có thể đến hàng trăm loại thuốc. Còn bây giờ người ta chỉ lựa chọn khoảng 20 loại thuốc đó mà nó phải cân đối hài hòa giữa cái trách nhiệm của quỹ và cái trách nhiệm của người bệnh. Vâng. Và tôi cũng thể khẳng định là nếu cái thuốc nào đó mà các nhà chuyên môn trong hội đồng tư vấn chuyên môn, mà tôi nhắc lại đấy là các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực một, mà khẳng định là không thể thiếu được thì chắc chắn sẽ được có cơ chế để chi trả. Vâng, không hiểu đại diện Bộ Y tế có ý kiến thêm không? Ở đây thì có lẽ không chỉ là bệnh nhân ung thư đâu, mà các bệnh nan y khác hiện nay cũng rất nhiều bệnh nhân nghèo rất khó khả năng chi trả nếu như không được chi trả bởi bảo hiểm y tế. Vâng, chúng tôi cũng phải cung cấp một cái thông tin ngay từ đầu tiên, tức là đi khi xem xét về danh mục thuốc bảo hiểm y tế ở Việt Nam thì có thể nói rằng không thua kém gì danh mục thuốc của các nước, và thậm chí còn hơn. Chúng ta hiện nay đang có khoảng 900 hoạt chất và hơn 1.000 thuốc, và khoảng 20 mặt hàng thuốc đang lưu hành trên thị trường và được 22.000 thuốc mặt hàng thuốc là được lưu hành trên thị trường và đấu thầu sử dụng ở các bệnh viện. Cho nên chúng tôi khẳng định rằng không có thiếu thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh. Vấn đề bây giờ chúng ta xây dựng, rà soát lại cái danh mục thuốc sau khi có luật bảo hiểm y tế được ban hành, với mục đích để chúng ta rà soát làm thế nào có một cái danh mục thuốc mới. Thứ nhất là nó đáp ứng được cái yêu cầu thuốc trong điều trị, đáp ứng được cái nhu cầu an toàn, hợp lý và hiệu quả. Và một cái yếu tố hết sức quan trọng là bây giờ chúng ta xem xét đưa các thuốc vào danh mục cũng phải tính toán đến cái chi phí hiệu quả của thuốc đó, căn cứ trên cái khả năng chi trả của người dân, rồi khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Riêng đối với những cái thuốc ung thư hoặc những cái thuốc mà biệt dược trong danh mục gần như đã đầy đủ. Riêng thuốc ung thư thì cho đến nay cái nhóm thuốc ung thư thì có khoảng ung thư và điều hòa miễn dịch, có khoảng 50 thuốc để điều trị cho cả ung thư, rồi điều hòa miễn dịch và chống virus. Vâng. Và như thế thì chúng tôi cũng khẳng định rằng những thuốc cơ bản thiết yếu cần thiết để điều trị cho bệnh nhân đã đủ. Có lẽ câu hỏi cuối cùng xin được dành cho ông Trần Tuấn. Như vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa thì luật bảo hiểm y tế sẽ chính thức có hiệu lực, và hiện nay thì Bộ Y tế đang gấp rút soạn thảo cái nghị định để triển khai luật. Vậy thì ở đây thì có cả đại diện của Bộ Y tế là cơ quan soạn thảo, đại diện của bên bảo hiểm xã hội. Ông có một cái thông điệp gửi gắm gì không đối với cả cái nghị định để triển khai luật? Thực ra thì chúng tôi thấy rằng Bộ Y tế cũng đang và bảo hiểm xã hội đang đẩy mạnh cái vấn đề này, và cái quan trọng mà chúng tôi nhận thấy rằng là cái quá trình chúng ta làm luật và quá trình chúng ta đưa ra các hướng dẫn từ trước đến nay, rõ ràng là
cho đến nay đã từ năm những năm đầu năm 90 đến nay, như vậy là 20 năm nay rồi, hơn 20 năm nay rồi, gần 25 năm. Thế và chúng ta thấy rằng là những cái sự kiện vừa qua thì thấy rằng rõ ràng nó vẫn còn nhiều vấn đề. Vậy thì xem cái cách làm của chúng ta. Thì chúng tôi nhận thấy rằng này rút ra một cái là dường như chúng ta vẫn, như tôi chúng tôi nói vui mà, tức là chúng ta làm chính sách mang nhiều cảm xúc. Có nghĩa là thấy những cái bức xúc của dân thì lập tức chúng ta tìm cách nào đó để mà có thể đáp ứng. Thấy cần phải có thuốc nào đấy thì lập tức là chúng ta lại điều chỉnh, vân vân. Trong khi đó chính sách thì phải được phân tích theo một cách nó khoa học, và nó có một cái khoa học nó gọi là tính trên cái theo những nguyên tắc của cái khoa học y tế công cộng. Và chúng tôi nhận thấy rằng trong cái luật của chúng ta hiện nay ấy, chúng tôi có một cái nhận xét là nó vừa ôm đồn nhưng nó lại vừa thiếu, và triển khai thực tế nó còn rất nhiều vấn đề mà bắt buộc cái các cái văn bản dưới luật phải làm cho rõ. Cái thời gian vừa rồi từ tháng 6 cho đến nay tôi cho rằng là để mà đòi hỏi ra được những cái văn bản tốt hướng dẫn ấy chưa đủ. Cho nên tôi có thể nói rằng là có thể là tháng 1 này nhá, chúng ta đưa luật vào có hiệu lực, chúng ta có các văn bản hướng dẫn, nhưng chúng tôi có thể gần như chắc chắn rằng cái tiến trình sửa đổi các văn bản này sẽ vẫn phải tiếp tục còn dài. Vâng, Bộ Y tế đã lắng nghe ý kiến của bà Tống Song Hương. Cái điều ấy là chắc chắn, bởi vì chúng ta cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Chúng ta đã từ một cái bước là xây dựng được cái luật bảo hiểm y tế, thực hiện được 4 năm, chúng ta có một cái luật sửa đổi bổ sung với rất nhiều điểm mới. Và cái nghị định lại hướng dẫn những cái điểm mới, mà chúng tôi cũng bị một cái áp lực thời gian là luật ban hành ngày 13 tháng 6 và đến ngày 1 tháng 1 năm 2015 đã phải ban hành được nghị định để có hiệu lực rồi. Thế cho nên rõ ràng có những vấn đề chúng ta cũng phải vừa trong quá trình vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa xây dựng và vừa hoàn thiện. Và chúng ta cũng phải xác định là cái quan trọng là chúng ta ban hành những văn bản này nó phù hợp với luật, nó đảm bảo đáp ứng được những cái vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Thế còn trong quá trình làm chúng ta bao giờ cũng có phải nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm, và chúng ta sẽ hoàn thiện dần. Vâng, xin được cảm ơn bà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã có một cuộc trao đổi rất là sôi nổi và thẳng thắn về việc triển khai luật bảo hiểm y tế. Đạo luật sẽ có tác động tới tất cả các gia đình Việt Nam, và hy vọng rằng là cuộc đối thoại vừa rồi cũng đã cung cấp những thông tin đầy đủ liên quan tới luật bảo hiểm y tế sẽ triển khai kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 tới khán giả truyền hình. Chương trình đối thoại chính sách tuần này của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phạm Vương Sơn, bà Tống Song Hương và ông Trần Tuấn đã tham dự chương trình đối thoại chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.